Dạ em chào quý vị khán giả. Thì hôm nay như đã hứa, em dẫn cho vợ của Trọng là Thùy á đến công ty có đầy đủ máy móc, với lại có chuyên gia dạy cho Thùy về cái cách pha chế lại pha cà phê. Thì quý vị theo dõi bạn Thùy học ha. Cái ly vô cho nó có tiếng em giỏi. Dạ, đây rồi. Khi mình xay cà, mình xay từ trên đây xuống. Đây. Chị thấy không? Xay từ trên đây xuống thì khi mà nó xay xuống đây, mình sẽ lấy cà phê, mình sẽ lấy bằng cách này. Mình sẽ lấy đủ ha. Sau đó mình sẽ gạt ngang qua. Đó, cho nó phẳng mặt cà phê. Chị lưu ý là cái nó phải phẳng mặt, nó không có được có khoảng hở. Nếu mà nó khoảng hở thì mình chiết xuất cà phê, thì mình sẽ chiết xuất nước, thì lúc đó sẽ làm cho cái khe hở và sẽ tạo ra là nước nhiều mặt ha, sẽ làm cho cà phê mình bị loãng. Sau đó mình sẽ đem qua bên đây mình nén. Cái này là có mấy khía cạnh để mình nén nè ha. Rồi còn cái này mình nén xuống, mình sẽ dùng lực ở cánh tay nè, sẽ đem qua bên đây mình chiết xuất. Mình sẽ xả bỏ 3 đến 5 giây để loại bỏ bã cà phê và giúp ổn định nhiệt độ ha. Khi mình lắp cần vào từ trái sang phải, mình siết chặt, đồng thời mình siết chặt, sau đó mình sẽ bấm nút. Và chị lưu ý là khi mà mình tiếp xúc, khi mà cái tay pha này nè, không thấy vậy chứ này em không thuộc bài á, em sẽ không làm được. Em nói lại nha, một ly cà phê chuẩn của mình sẽ là 18 gram. Chị thấy em nén không? Em sẽ nén xuống đúng không? Em xoay cho nó phẳng mặt cà phê, sau đó em sẽ nén xuống. Em nén thì em sẽ dùng lực ở cánh tay. Rồi, và đó mình sẽ coi cái dòng chảy ha, mình xiết là từ trái sang phải, xiết chặt. Và cái dòng chảy chuẩn của nó sẽ là từ 25 giây cộng trừ 2, và nó sẽ cho ra mình là 60 ml. Tính luôn lớp karama thì cái ly đó mới là chuẩn ha. Khi mà mình chiết xuất xong thì chị luôn nhớ lúc nào mình cũng phải bấm xả bỏ nè, đập bỏ bã, sau đó mình sẽ xả lại cái tay pha cho nó sạch, sau đó mình phải lắp cần lên. Thì lúc nào trên cái máy này, cái tay pha nó cũng phải lắp ở trên cái cần ha, để cho lúc nào cái tay pha này cũng sẽ giữ được cái nhiệt độ của nó, chị hiểu không? Rồi bây giờ chị thử làm thử một ly cho em xem nha. Nãy giờ chị nắm được những gì thì sau đó chị sẽ làm lại y chang giúp em, được gãi cho em lần. Khi mà chị muốn mở máy em chỉ nè, chị sẽ lắp máy vào từ trái sang phải, chị nghiêng 45 độ ở trên nên nó có cái khớp nè, nghiêng 45 độ đưa vô, sau đó chị sẽ siết chặt nó. Khi mà chị vừa lắp, chị siết chặt rồi, chị phải bấm nút liền cho nó chiết xuất cà phê ra. Tại vì khi mà cà phê nó gặp nhiệt độ cao đột ngột thì mình để nó quá lâu thì nó sẽ làm cho cà phê bên trong sẽ bị cháy nha nha. Rồi chị sẽ mở ra. Rồi chị sẽ làm sạch tay pha, đừng cái đó em rửa rồi. Rồi chị sẽ qua bên đây lấy cái cà.
mở máy soi. Để đi đây. Rồi lấy, chị lấy cà phê đi. Dùng ở đây đây. Rồi. Để lên đây. Tuyệt đối cái này không có được để vào trong đây nha. Không cho nước nhiễu vào đây nha. Rồi chị sẽ lấy cái nắp chị lường qua, lường lại đem làm cho chị xem. Chị đổ thẳng xuống. Lường qua, chị lường lại như thế này. Rồi chị gạt ngang xuống. Rồi chị sẽ đưa nó qua bên đây. Rồi chị sử dụng cái này. Cái này sẽ làm phẳng mặt cà phê. Chị để vô. Chị xoay 2 vòng. 1, 2, rồi chị lấy ra. Để đây. Rồi chị dùng cái này chị nén xuống. Khi mà chị nén thì cái tay của chị sẽ tiếp xúc với cái này. Chị buông ra. Đây chị sử dụng hai cái ngón chảo và ngón cái. Chị để thẳng xuống vậy. Ha. Chưa. Mình đây em làm cho chị xem, mình sẽ đứng với cái thế này. Cái cùi chỏ của mình và cái này nó sẽ phẳng như nhau. Chị thấy không? Hai cái này chị sẽ đè xuống, chị sẽ dùng lực của cái cổ tay của mình. Chị đè nó xuống, rồi chị buông nó ra. Rồi. Trước tiên đó, trước khi chị ấy thì chị xả nước. Xả nước trước thì chị mới lắp cần xả 3 đến 5 giây để cho nó bỏ cái bã cà phê ở trong đây ra. Sau đó chị mới lắp từ trái sang phải, chị nghiêng 45 độ chị lắp. Chị xổn tay nào. Rồi chị lắp đi. Rồi chị siết chặt vô. Rồi chị bấm nút. Đúng rồi. Chị hiểu. Chị có thể làm lại được không? Là bây giờ em sẽ không nói nữa ha, chị sẽ tự làm nha. Chị sẽ nhớ tới đâu, chị vừa làm tới đâu, chị vừa nói tới đó giúp em để em xem biết được là chị đã biết tới đâu rồi nha. Đây em chỉ cho. Khi mà chị muốn mở, chị sẽ dùng một cái lực của bên đây. Chị sẽ đẩy nó ra. Đó. Hoặc là như thế này, chị sẽ dùng cái lực của cái bàn tay của chị sẽ đập mạnh nó vào và sau đó chị sẽ nắm chặt. Đập mạnh vào cái thanh. Đập một cái thôi, đập mạnh vào. Không, không, không. Chị lấy cái này. Rồi chị lấy cà luôn, không cần, nó đã sạch rồi. Mạnh tay lên. Gạt cho hết tay. Ở đây. Rồi đủ rồi chị. Tắt máy, tắt máy. Rồi. Để bên ngoài. Rồi. Nén dùng cái hai ngón, ngón trỏ và ngón cái. Đây, chị nén như thế này. Chị cầm như thế này giống em chị nén nè. Chị cầm như thế này giống em chị nén nè. Buông ra chị, buông ra đi. Em cầm như thế này và em đứng cái vị trí như thế này. Thấy không? Rồi được rồi, đừng có nén nhiều quá. Mình nén nhiều quá thì cà phê của nó ra rất là chậm. Rồi. Thiếu một bước là gì? Rồi. Lắp cần vào. Từ trái sang phải nghiêng 45 độ. Nghiêng 45 độ trước. Buông ra. Rồi chị bấm nút đi. Nguyên nhân này là gì chị biết không? Là do cà phê chị để quá nhiều.
nên khi mà chị lắp cân vào nó sẽ bị trơ lên, lúc đó thì cà phê của mình sẽ bị trào ngược ra, nước sẽ bị trào ngược ra ha. Thì cái ly này nó bị lỗi rồi, mình sẽ không có bán được những cái ly này cho khách nha. Khi mà mình làm á, mà mình gặp những cái trường hợp như thế này là mình sẽ bỏ luôn, cũng không có được bán những cái ly này cho khách nha. Chị lưu ý lại. Nên tại sao là lúc nãy em có nói là chị phải để cà phê vừa đủ, chị không được để quá nhiều và cũng không được để quá ít. Nhiều quá nó sẽ làm cho cà phê mình bị khét ha, mà ít quá thì nó sẽ làm cho cà phê mình bị chua. Giống như trường hợp này, khi mà chị để nhiều quá thì chị lấp vào thì nó sẽ không có vào được. Thì khi mà chị chiết xuất ra nước á, thì nó sẽ bị dội ngược lại, nó sẽ len ra ha. Rồi, chị thấy nó dính không? Ấm. Chị làm lại giùm em. Rồi được rồi. Rồi chị ném. Rồi được rồi, đừng có nén chặt quá. Đó. Rồi xả nước. Rồi 5 giây rồi, 3 đến 5 giây nha. Rồi chị nghiêng 45 độ chưa? Chưa nghiêng đủ, đó đúng rồi, chị phải đưa lên như thế này ha. Rồi chị siết chặt nó. Chị buông ra, chị buông tay ra đi em. Đó, chị siết chặt, phải siết chặt nó nha. Rồi chị bấm nút đi. Thì khi mà chị bấm nút nó sẽ không có ra cà phê liền đâu. Chị thấy cái ly chị lại bị lỗi. Chị lưu ý lại cái lượng cà phê nha, chị đẩy nhiều quá nên nó sẽ bị như thế này. Là nãy giờ nó bị như thế nào chị? Nãy giờ là do cà phê nhiều quá. Ừ, chị để cà phê nhiều quá, khi mà chị đưa vào máy á thì nó sẽ không có, khi mà chị đưa vào máy á nó nhiều quá nó sẽ bị dội ra, là đúng rồi, nó tràn ra mình chiết xuất nước á, tại vì cái này mình sử dụng bằng áp suất cao. Em làm lại cho chị xem nha, mà chị lưu ý chị lấy vừa đủ cà phê thôi. Đây, và chị sẽ lường qua như thế này. Chị dùng cái chỗ này nè. Mình lường qua thôi chứ mình đừng đè ép. Dạ đúng rồi. Cái đó gọi là không phải lường mà gọi là gạt qua đó. Đúng rồi, chị gạt qua. Chị gạt cho nó phẳng mặt cà phê lại ha. Thứ nhất là mình phải gạt đủ cà phê, phẳng mặt cà phê và không được cho nó có khoảng hở. Khi mà nó có khoảng hở, em ví dụ ở đây nè. Ví dụ cà phê này nó đang phẳng mặt mà nó có khoảng hở này, khi mình lắp vào máy và mình chiết xuất nước ra thì khi mà những cái chỗ mà nó khoảng hở thì nước nó sẽ len vào luôn cái chỗ khoảng hở đó, nó sẽ không thấm. Cái chỗ mà nó không có cà phê thì nó sẽ không thấm hết cà phê, thì lúc đó làm cho cà phê của mình nó sẽ bị loãng và nó chua. Thấy không? Ly của em làm ra thì nó sẽ không có bị chạm. Một ly cà phê chuẩn thì nó sẽ gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là lượng cà phê mình phải lấy đủ. Thứ hai là cái lực nén, mình phải nén vừa đủ. Mình phải vừa nén, mình không được nén chặt quá, mình cũng không được nén nhẹ quá. Và cái thứ ba là cái mức độ xay, nó không được quá mịn và nó cũng không được quá khô, thì lúc đó nó làm cho cà phê mình mới chuẩn. Thì một ly chuẩn thường sẽ là 25 giây cộng trừ 2 và nó sẽ chiết xuất cho mình sẽ là 60ml cà phê ha. Dạ, đi làm lại đi.
Nè, chị phải để nó vô đây luôn, nó sẽ không có bị tràn ra ngoài, nước nó rất là dơ. Mình lưu ý khi mình làm tới đâu mình lau dọn tới đó cho quầy nó sạch sẽ nha. Rồi. Nó bị thiếu cà phê nè. Chị dùng cái này chị gạt nè. Rồi chị bình tĩnh. Chị dùng cái này nè. Cái này là bị ít nè. Rồi được rồi, chị để bấm đây. Xoay. Rồi nén. Nén thì chị sẽ cầm như thế này cho quen nè. Chị cầm trước đi rồi chị hẳn để vô. Không, chị nhìn tay em nè. Như thế này. Chị lấy tay ra. Cái chỗ này nó sẽ đụng vô cái này. Được chưa? Rồi để vô. Rồi chị nén. Rồi. Đúng rồi đó. Rồi xả nước. Có ai đặt cà phê thì pha không? Nghiêng 45 độ trước. Rồi siết chặt. Chặt chưa? Rồi bấm nút. Thành công chưa? Vậy là đạt chưa chị? Chưa. Nó này, cái dòng chảy nó hơi bị nhanh. Tại vì lúc nãy là do chị... Dạ đúng rồi, chị lấy cà phê. Cái ly này mình uống thì nó sẽ có bị chua và chát. Tại vì nó chảy rất là nhanh. Nhiều khi mà mình muốn biết nữa thì mình sẽ nhìn cái lớp karama của nó. Cái lớp karama của nó thì nó rất là màu nó vàng và nó nhạt ha. Mình uống thử đi. Thì xin uống thử hả? Rồi cái này chế ra. Rồi em cho chị á nè. Đi bỏ chồng. Lòng thể bất an mấy bữa nay. Đúng không? Vị nó rất là chua đúng không? Cho ly trà đá cấp luôn. Nó chua lè. Nên khi mà mình chiết xuất cà phê, cái thời gian của mình chiết xuất nó rất là quan trọng. Mình muốn biết được cái ly của mình nó ngon hay không ngon thì mình sẽ nhìn vào cái thời gian chiết xuất và cái lớp karama của nó ha. Giống như cái ly lúc nãy chị làm nè, là chiết xuất thời gian rất là nhanh luôn. Nó ra tầm khoảng có 10 giây đã ngưng rồi. Thì do là chị lấy cà phê rất là ít. Nên em nói nó sẽ có 3 yếu tố. Một là lượng cà phê, hai là cái lực nén, và ba là cái mức độ xay, khô hay là mịn. Những cái đó là những cái yếu tố nó gây ra những cho cái ly cà phê lỗi của mình ha. Em thấy tên Na hả? Ôi ơi tên Na kìa. Cảm ơn em nha. Rồi hôm nay em thấy sao thầy ơi? Chia sẻ với cô chú anh chị đi. Em thấy làm chắc từ từ công việc này em làm được. Nói chung là yêu thích công việc này đúng không? Dạ. Mở một cái xe bán cà phê như vậy là em thích. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà tại vì cái gì mới mình cũng từ từ ha. Dạ mới ăn đầu quay làm chứ quen còn mới ngỡ. Thì đó. Thì tại vì lúc mỏm á hai vợ chồng hay bị thất bại á là lý do là mình chưa cho họ một cái cơ hội đúng, với lại á là chưa có cho họ một cái cách học tập đổi cái tư duy á. Thôi kệ đi mọi người, cứ hai vợ chồng em tin là chắc là chết cha chứ này chuyện mà nói quá bị mốt. Giờ là 90% từ đây tới Tết là thành công rồi. Cố gắng. Chắc đi, sao? Chắc đi. Miễn sao mà em thích cái công việc này á, dạ. Thì em mới làm lâu được. Được à? Dạ được. Đó. Hôm nay là cái lần đầu tiên trong mấy tháng trời này là em bước ra rồi em đi thực tế luôn. Một năm phải luôn. Người ta nói là khán giả người ta cũng nói chung là người ta cũng có những lời nói người ta chê bai em, nhưng mà hôm nay cái việc này cũng là một phần để em chứng minh cho người ta thấy là em làm được chính xác. Đó, điều đó là quan trọng, thì anh cũng chúc em là cố gắng trong cái thời gian tiếp theo để cho chứng minh được cho cô chú anh chị mặc dù thế là em đã có sự thay đổi. Và anh với Nam với chị ráng đồng hành cho em để giúp đỡ cho em. Tại vì quan trọng anh thấy anh không muốn giúp nữa, nhưng mà anh thấy giúp em đúng rồi. Đó vậy nha, cố gắng nha. Dạ dạ. Cố gắng.